Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với Mê Khủng Long TV. Trong video cách đây 2 tháng thì chúng ta đã đề cập đến các quái vật huyền bí, được cho là những cá thể khủng long hiếm hoi đã thoát được sự kiện tuyệt chủng 66 triệu năm trước và còn tồn tại trên trái đất, bao gồm quái vật Loch Ness, Mokele-Mbembe và Kasai-Rex. Tuy nhiên, đó không phải là những cái tên duy nhất mà thật ra còn rất nhiều quái vật khác cũng được cho là những tàn dư của dòng dõi khủng long phi điều cổ đại. Vấn đề là bằng chứng về chúng rất mơ hồ, bất nhất và rất nhiều trong số đó là những bằng chứng giả do con người tạo nên. Vậy tại sao lại có rất nhiều người tin những quái vật giống khủng long này vẫn còn tồn tại trên trái đất? Cần biết rằng loài người chúng ta từng có một thời gian dài không tin vào sự tuyệt chủng. Từ thời cổ đại cho đến cận đại thì khi tìm thấy những hóa thạch xương của những động vật đã tuyệt chủng, chúng ta thường tin rằng đó là một sinh vật thần thoại, chẳng hạn như rồng hay người khổng lồ. Rồi sau đó thì chúng ta lại tin rằng chúng vẫn đang tồn tại ở đâu đó trên trái đất, chỉ là chúng ta chưa khám phá ra mà thôi. Thế giới cho đến trước sự ra đời của mạng Internet vẫn chứa đầy những vùng đất chưa được khám phá và giàu bí ẩn. Nếu khủng long chưa tuyệt chủng thì rất có thể chúng đang sống ở một ngóc ngách nào đó trên hành tinh này, đúng không nào? Đó là lý do người ta tin vào sự tồn tại của khủng long ở một nơi mà con người chưa thể quan sát được, dẫn đến sự xuất hiện của hàng loạt những tin đồn về quái vật sống khủng long trên khắp thế giới. Thậm chí là cộng đồng đam mê sinh vật huyền bí còn đặt ra một thuật ngữ riêng cho những quái vật này, đó là Neo Dinosaur, có nghĩa là khủng long mới hay khủng long đương thời. Nessie, Mokele-Mbembe hay Kasai-Rex đều được xếp vào nhóm này. Rất nhiều giả thuyết và lời đồn về các Neo Dinosaur dựa trên kiến thức và hình dung của thế kỷ 20 về khủng long vốn đã không còn phù hợp với những bản phục dựng khủng long hiện tại của thế kỷ 21. Nhưng nhìn chung thì điều đó không ảnh hưởng lắm đến niềm tin của cộng đồng đam mê quái vật huyền bí. Một câu hỏi khác mà các bạn cũng thường hay đặt cho tôi đó là tại sao những quái vật Neo Dinosaur lại phổ biến ở châu Phi hay những châu lục khác? Điều này đơn giản là vì trong thế kỷ 20, châu Phi vẫn là châu lục ít được khám phá nhất trên trái đất. Ở đó vẫn tồn tại những sa mạc bao la, những cánh rừng ngút ngàn, những bộ lạc bí ẩn có tín ngưỡng đa dạng và phong phú. Đó là môi trường không thể tuyệt vời hơn cho những tin đồn về quái vật huyền bí phát triển và lây lan khắp thế giới. Vừa rồi là giải đáp cho một số thắc mắc của các bạn từ video trước. Còn bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục khám phá những quái vật huyền bí giống khủng long, trong đó có những cái tên đọc muốn lẹo lưỡi. Nào các bạn đã sẵn sàng chưa? Chúng ta hãy bắt đầu thôi. Đầu tiên, Emelaentuca. Emelaentuca là một con quái vật giống khủng long được cho là ẩn náu trong những khu rừng mưa nhiệt đới thuộc lãnh thổ các quốc gia Cộng hòa Dân chủ Congo và Cameroon. Lần đầu tiên người ta báo cáo về việc nhìn thấy nó là vào năm 1933 và lần cuối cùng được ghi nhận là năm 1981. Người đầu tiên nói về Emelaentuca là một nhà thám hiểm người Anh tên G.E. Hughes. Dù lúc đó chưa có tên gọi Emelaentuca, nhưng Hughes đã mô tả con vật rất giống với những mô tả về Emelaentuca sau này khi ông chứng kiến các thổ dân Waushi họa sát một con vật như vậy trên bờ sông Luapula. Đó là một con vật có kích thước tương đương một con voi bụi châu Phi, cao khoảng 3 mét, thân có màu nâu hoặc màu xám. Hình dạng của nó tương tự một con tê giác, chân ngắn nhưng to và có một cái sừng rất dài nhọn ở trên mũi. Cái tên Emelaentuca lần đầu tiên được nhắc đến bởi nhà điều tra động vật người Pháp Lucien Blancou vào năm 1954. Ông nói rằng Emelaentuca to như một con trâu rừng, có thể giết được cả voi, trâu rừng lẫn hạ mã khi nó tức giận. Tuy nhiên cũng giống như Mokele-Mbembe, Emelaentuca được cho là động vật ăn thực vật và nó giết động vật khác chỉ vì cảm thấy lãnh thổ của mình bị xâm phạm. Một người khác từng thu thập bằng chứng về Emelaentuca là tiến sĩ người Mỹ Roy McCall với 2 chuyến thám hiểm tại Congo vào các năm 1980 và 1981. Ông đã tóm tắt chi tiết các chuyến thám hiểm của mình trong cuốn sách A Living Dinosaur, trong đó chủ yếu viết về Mokele-Mbembe, nhưng cũng đề cập tới một số quái vật khác như Emelaentuca. Về cơ bản thì các mô tả cho thấy Emelaentuca trông khá giống một con Triceratops, nhưng cũng có những báo cáo không nói gì về diềm cổ của con quái vật này. Đây là vấn đề chung của các bằng chứng về quái vật huyền bí. Chúng thường không thống nhất với nhau cho các mô tả về các quái vật, cho thấy quan sát của nhân chứng có thể đã bị tác động bởi các yếu tố chủ quan lẫn khách quan, hoặc họ không quan sát cùng một thứ. Thứ hai, Mbielu, Mbielu, Mbielu. Như cô hà mã Gloria trong phim Madagascar từng nói, cái gì quan trọng ở châu Phi thì phải nói tên hai lần. Vậy thì con quái vật với ba từ Mbielu lặp lại chắc chắn phải có gì đó nghiêm trọng lắm nên mới như vậy. Cũng lại là Congo và con sông Likwala, nơi phát tích của quái vật Mokele-Mbembe. Lần này chúng ta biết đến một con quái vật giống khủng long khác. Mbielu, Mbielu, Mbielu được mô tả như một con vật to lớn sống dưới sông và trên lưng có những tấm phiến lạ lùng mọc ra, khá giống với phiến sừng trên lưng của Stegosaurus. Tuy nhiên, hình dạng thật sự của nó chưa bao giờ được mô tả rõ ràng và những tấm phiến mọc ở lưng là thứ duy nhất mà người ta thường nhắc đến khi nói về con quái vật này. Nó luôn ẩn mình dưới nước, chỉ để lộ phần lưng với tảo và rêu bám đầy trên đó. Roy McCall,
Vì tiến sĩ đam mê sinh vật huyền bí mà chúng ta nhắc đến ở phần trước cũng là một trong những người tích cực tìm hiểu về MBLU. Ông từng phỏng vấn một phụ nữ châu Phi tên là Odette Chisonget, và người này đã dùng hình ảnh của Stegosaurus mà Macau cung cấp để mô tả con vật mà cô được cha mẹ của mình kể lại. Vấn đề khi cho rằng MBLU là khủng long nằm ở chỗ, những con khủng long như Stegosaurus không sống ở dưới nước như những gì người ta nghĩ trước đó. Đây vốn là một hình dung lỗi thời về khủng long khi các nhà khoa học chưa lý giải được kích thước và trọng lượng khổng lồ của chúng khi sống ở trên cạn. Phải mãi sau này thì khi biết về sự tồn tại của những khoang quý trong xương, giúp giảm nhẹ khối lượng xương đồng thời vẫn gia tăng độ bền chắc của khủng long, chúng ta mới tin rằng những con khủng long khổng lồ có thể sống trên mặt đất một cách dễ dàng mà không cần lực nâng của nước hỗ trợ. Vì vậy, hình ảnh khủng long sống dưới nước hầu như đã bị loại bỏ hoàn toàn, ngoài trừ một số loài khủng long được cho rằng có khả năng bơi lội tốt để săn mồi dưới nước. Thứ ba, Enguma monene. Enguma monene là một con quái vật giống khủng long được cho là sống ở Trung Phi, Congo, Cộng hòa Dân chủ Congo và miền đông Cameroon. Trong đó riêng tại Congo thì người ta đã báo cáo ít nhất 3 lần nhìn thấy Enguma monene. Lần đầu tiên là vào năm 1961, lần thứ hai là khoảng 10 năm sau đó vào năm 1971 do một linh mục tên là John Ellis tường thuật. Trong mô tả của mình thì John Ellis cho biết chỉ riêng phần đuôi được nhìn thấy của con quái vật đã dài đến 10 mét, đường kính khoảng 0,5 đến 1 mét, có phần thân và phần đầu bị khuất. Con vật có màu nâu xám, đồng thời John Ellis cũng cho biết người dân địa phương coi Enguma monene là một chủ đề cấm kỵ không thể bàn đến. Tên của nó có nghĩa là con trăn lớn, và nhiều mô tả về con quái vật này cho thấy nó có cây đầu giống trăn hoặc rắn, lưỡi trẻ, lưng có những gờ răng cưa dọc theo sừng sống. Điểm khác biệt của nó với trăn thông thường là nó có chân, nhưng ngắn. Nhưng cũng có một số mô tả tin rằng Enguma monene là một con khủng long với ngoại hình gần giống Spinosaurus hoặc Megalosaurus. Có những mô tả khác thì lại so sánh nó với Demetrodon, một họ hàng cổ đại của động vật có vú vốn cũng thường bị nhận nhầm là khủng long. Tiến sĩ Roy McCall, chuyên gia về động vật huyền bí của chúng ta thì lại đề xuất rằng Enguma monene là một loài kỳ đà lớn chưa được biết tới. Nhìn chung thì càng có nhiều mô tả bất nhất về Enguma monene thì lại càng khiến sự tồn tại của con quái vật này bị nghi ngờ. Diện mạo và hành vi trong mô tả của nó cũng cho là bị trùng lắp với một số quái vật khác như Mogelembembe. Thứ tư, Enyamala. Enyamala là một quái vật huyền bí giống khủng long mà theo lời đồn, có địa bàn sinh sống nằm ở các con sông Enguinye và Ogowe ở Gabon. Enyamala được đề cập trong các mô tả của Alfred Aloysius Smith, một thương nhân phương Tây vào cuối thế kỷ 19 đầu thế kỷ 20, dưới một cái tên khác là Amali. Smith nói rằng, những dấu chân của Amali to như một cái chảo to với ba móng vuốt, đồng thời xuất hiện trong các hình vẽ thời tiền sử trên vách hang. Những nhà nghiên cứu về quái vật huyền bí như James Powell và Roy McCall cũng đề cập đến con quái vật này. Powell từng phỏng vấn một thầy lang bản địa thuộc bộ lạc Fang tên là Michael Obiang vào năm 1970, cho ông xem nhiều hình động vật khác nhau để tìm hiểu hình dạng của Enyamala, và Obiang đã chỉ vào bức vẽ của một con Diplodocus. Việc phỏng vấn những dân làng khác cũng có kết quả như Obiang. Tuy nhiên, người dân thuộc một bộ lạc khác là Orungu thì lại mô tả Enyamala rất khác. Họ cho nó giống như một con sư tử hay chó có bộ lông rậm rạp hơn bình thường, bàn chân thì quay vào trong và có một cái túi ở bụng. Nhưng thú có túi ngày nay không sống ở châu Phi và do đó, sự tồn tại của Enyamala cũng là một dấu hỏi to đùng. Thứ năm, Kaimunu. Đây là cái tên duy nhất không đến từ châu Phi trong video ngày hôm nay, mà nó đến từ một nơi cũng khá gần với Đông Nam Á của chúng ta, đó là quốc đảo Papua New Guinea. Tại đây có những lời đồn về một con quái vật giống khủng long, sở hữu cái cổ dài nhưng lại đứng trên hai chân và có những móng vuốt dài ở chỉ trước, đầu khá giống đầu rùa. Với mô tả này thì một số người cho rằng nó có thể là một con khủng long giống như Therizinosaurus. Kaimunu thường được nhìn thấy bơi lội dưới những hòn đảo tại Papua New Guinea, lên đảo để kiếm ăn rồi sau đó lại bơi xuống biển. Một số người ước tính con quái vật có thể dài 10 đến 15 mét. Dù trông đáng sợ, nó chỉ ăn thực vật là chính và chưa có báo cáo nào về việc Kaimunu tấn công người. Vấn đề là những thông tin về Kaimunu đều đến từ những báo cáo cá nhân khó xác thực và thậm chí còn không có tấm hình nào được chụp lại, thế nên mức độ tin cậy của những thông tin về con quái vật này rất thấp. Vừa rồi là 5 con quái vật giống khủng long được đồn đại khá nhiều trên mạng internet, cùng với 3 cái tên và mê khủng long TV đã đề cập trong video trước. Xin lưu ý là thông tin về những con quái vật này không có nguồn xác thực mà chỉ được tổng hợp từ các trang web nói về quái vật huyền bí. Dù sao đi nữa thì đây vẫn là một chủ đề tương đối hấp dẫn và hy vọng các bạn đã biết thêm một vài cái tên quái vật giống khủng long mà trước đây chưa từng nghe tới. Một lần nữa xin cảm ơn sự theo dõi của quý vị và các bạn. Nếu thấy video hay thì đừng quên nhấn đăng ký và theo dõi kênh nha. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.